chị đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Em không muốn giải thích nữa đâu. Em mệt mỏi lắm. Chị sẽ không nói với ai đâu. Cái gì? Thằng Nhân bị lừa 500 triệu. Anh bé bé cái mồm thôi. Em đã hứa với Nhân là chuyện này em không nói với ai rồi. Trong nhà này em thân với mỗi anh, nên chỉ kể với một mình anh thôi đấy nhá. Em không nói với ai đâu. 500 triệu. Anh bé bé cái mồm thôi. Em đã hứa với cả Nhân là không nói chuyện này với ai rồi. Trong nhà này em bị thân với mỗi anh, nên cũng chỉ kể với một mình anh thôi đấy. 500 triệu cơ. Thế bé cái mồm thôi. Chị đã hứa với Nhân là không kể chuyện này cho ai rồi. Trong nhà này chị chỉ thân với mỗi em, nên chị chỉ kể với một mình em thôi đấy. Cái gì? Nhân bị lừa mất 500 triệu á? Chị đừng nói chuyện này cho ai biết nhá. Em đã hứa với Nhân là không nói chuyện này cho ai biết rồi đấy. Trong nhà này em thân nhất với mỗi chị, nên em chỉ kể với một mình chị thôi đấy. Mọi người cũng đã biết hết cả rồi. Trời ơi, Nhân bây giờ đang rất là đáng thương. Mọi người đừng ai làm phiền tới Nhân nhá. Nhân đã đủ khổ lắm rồi đấy. Thằng Nhân ngu kia. Ôi sao mày ngu thế hả em? 500 triệu, 500 triệu lận đấy. Em biết em ngu rồi. Đấy, cái việc nghỉ đi làm shipper, đi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi mà mày còn hỏi ý kiến bọn anh. Thế mà cả một cái việc tây chơi như này mày lại âm thầm đi làm một mình. Mày bị làm sao đấy? Em cũng không hiểu sao nữa. Giờ mất nhà rồi thì mẹ ở đâu? Mẹ em cắt được quả đồ cho người ta, chứ không mất nhà. Ngu thì cũng ngu rồi, còn người là còn của. Cố gắng mà làm ăn đi, đừng có buồn nữa. 500 triệu lần đó. Sao mày ngu quá vậy? Tới cái việc nghỉ làm xe ôm, đi làm ở cửa hàng tiện lợi cũng phải hỏi ý kiến tụi anh. Vì mà cái chuyện tay trời này mày tự quyết định. Ngu gì mà ngu dữ vậy? Em biết em ngu rồi. Mẹ mày, mất nhà rồi, giờ ở đâu? Mẹ nói phải cắt nửa quả đồi cho người ta, chứ nhà thì chưa mất.